này thì shop lại vừa về một đôi Mission Void 26 lít hàng điện 220 mọi người nhé. Máy rất là đẹp luôn. Con này là màu nguyên zin mọi người nhé, nó không phải là màu nó tối đâu, à nó xấu đâu, mà là màu zin của nó như thế đấy. Đấy, con này thì màu khác, nói chung là hai con màu khác nhau đấy. Đấy, máy rất là đẹp mọi người nhé. À, máy nguyên zin là không phải là sơn nhá, máy nguyên zin. Công suất là Mission Void 26 lít. Đây mọi người, đây là mã này. EAS 26 này và EVKEP 26 này. Dòng này thì công suất khủng rồi, 26 lít dùng cho phòng độ khoảng 7-8 mét vuông được mọi người nhé. Đấy, máy là điện 220. Thì bên em hiện tại vừa về một đôi. Thì bác nào có nhu cầu với con máy này thì liên hệ sớm với em nhé. Thực ra con máy này cũng không phải gì đâu, nhưng mà nó cũng rất đi rất là nhanh. Thì cũng hôm trước mấy bác đặt trên YouTube em không nhớ lắm. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ sớm với em.